Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Lời vì cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Lực lượng Ukraine đã phá hủy hệ thống hỏa tiễn S-400 Triumph của Nga trong cuộc tấn công chính xác. Kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu, Lữ đoàn Rừng Đen số 15 đã phá hủy toàn bộ một trung đoàn phòng không của lực lượng Nga, bao gồm 30 hệ thống phòng không. Theo Ukrainska Pravda, Lữ đoàn Trinh sát Pháp binh Rừng Đen số 15 đã phá hủy một hệ thống hỏa tiễn phòng không S-400 Triumph vào hôm thứ Tư 25 tháng 9, nâng tổng số hệ thống phòng không của Nga bị lữ đoàn này phá hủy lên 30 chiếc, đủ để trang bị cho một tiểu đoàn phòng không. S-400 là hệ thống hỏa tiễn phòng không của Nga được thiết kế để phòng thủ chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay, hỏa tiễn đạn đạo, hỏa tiễn hành trình và máy bay điều khiển từ xa ở khoảng cách xa và trung bình. Được giới thiệu vào năm 2007, nó có thể tấn công các mục tiêu cách xa tới 400 km, sử dụng các radar liên quan để phát hiện, phối hợp và theo dõi các mục tiêu đó. Hôm 28 tháng 7 năm 2007, khi S-400 được chính thức đưa vào sử dụng trong quân đội Nga, Vladimir Putin đã cao rao nó là hệ thống phòng không bất khả chiến bại. Theo báo cáo, Krostiantin, chỉ huy trung đội hệ thống máy bay điều khiển từ xa thuộc Lữ đoàn 15 tiết lộ rằng, mặc dù không khó để định vị S-400 của Nga, nhưng việc bắn trúng nó lại đặt ra nhiều thách thức. Ông cho biết S-400 thường được bảo vệ bởi một số hệ thống phòng không yếu hơn được thiết kế để đánh chặn máy bay điều khiển từ xa trinh sát. Vị chỉ huy tiết lộ rằng họ hiểu rõ về những lỗ hổng tiềm ẩn trong hệ thống phòng thủ của Nga, nhưng thừa nhận khả năng các hệ thống tác chiến điện tử chưa được phát hiện có thể gây trở ngại cho hoạt động của họ. Chiếc máy bay điều khiển từ xa đầu tiên được triển khai để săn lùng S-400 đã bị lực lượng Nga bắn hạ. Kostiantin cho biết, việc cử chiếc máy bay điều khiển từ xa thứ hai là một quyết định có vẻ ngu ngốc. Nếu chiếc đầu tiên bị bắn hạ, điều đó cho thấy đối phương đang tích cực tham gia. Họ không có khả năng chỉ ngồi yên và thư giãn. Mặc dù vậy, các chiến binh đã phóng một máy bay điều khiển từ xa thứ hai và nó đã đánh trúng thành công hệ thống S-400. Ở một số khu vực nhất định, có các hệ thống S-300 và S-400 liên tục cơ động. Các hệ thống này chưa từng bị chạm vào trước đó và ở đủ xa tiền tuyến, khiến người Nga trở nên thoải mái, Kostiantin nói. Ông giải thích thêm rằng quân đội Nga thường giữ các trạm phóng và radar tách biệt với sở chỉ huy. Tuy nhiên lần này họ bất cẩn đến mức gom mọi thứ lại với nhau. Chúng tôi nhìn vào màn hình và nghĩ, điều này nằm mơ cũng không thấy nổi. Vì vậy chúng tôi đã nhanh chóng tấn công, ông nói thêm. Kostiantin cho biết, trong khi S-400 đánh chặn một số hỏa tiễn bắn vào nó, những hỏa tiễn khác đã đánh trúng hệ thống một cách thành công. Quân đội Nga đã tập trung hỏa lực của hỏa tiễn phòng không Vester và việc bắn hạ một máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đang tấn công hệ thống hỏa tiễn của Nga. Lúc đó, một hỏa tiễn đã bay vào chiếc Vester và một nhóm hỏa tiễn khác bay vào chiếc S-400. Câu chuyện này không phải là một sự việc đơn lẻ. Chúng tôi đã phá hủy không chỉ S-400, mà còn cả S-300 và S-350, Kostiantin nói. Video do máy bay điều khiển từ xa ghi lại cho thấy một vụ phóng hỏa tiễn từ tổ hợp S-400, bao gồm 4 bệ phóng và một sở chỉ huy. Sau đó, nó mô tả 2 lần trúng đích chính xác từ bom chùm tại thời điểm hỏa tiễn Nga đang được phóng đi, dẫn đến việc phá hủy 4 trong số 5 phương tiện và kích nổ đạn dược. Cảnh quay cũng cho thấy một bệ phóng còn sống sót có vẻ bị hư hỏng và đang bốc cháy. Có khả năng là các nhân viên điều hành và hỗ trợ người Nga đóng quân xa bệ phóng đã vội vã di tản khỏi khu vực, có lẽ là để đưa những người bị thương đi. Ukrainska Pravda đưa tin rằng, kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu, Lữ đoàn Rừng Đen số 15 đã tiêu diệt toàn bộ một trung đoàn phòng không của lực lượng Nga, tổng cộng là 30 xe phòng không. Chỉ huy lữ đoàn Oleksandr Popov cho biết, tôi rất vui vì những hệ thống này không thể được phục hồi hoặc tái tạo. Ông nói thêm, những hệ thống phức hợp này tốn kém bao nhiêu không quan trọng đối với người Nga. Nhưng dù có nhiều tiền đi nữa, khó khăn then chốt là việc khôi phục chúng đòi hỏi nhiều công nghệ và thời gian. Popov cũng đề cập rằng lữ đoàn đã phá hủy cả thiết bị tác chiến điện tử và hệ thống radar mới nhất. Chúng tôi thậm chí còn tấn công và các phát triển từ năm 2023 vẫn chưa được đưa vào sản xuất trên quy mô lớn, ông nói thêm.
theo tờ Ukrainska Pravda. Bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Vladimir Putin vào Ukraine, quân Ukraine thiếu cả các phi công UAV lẫn các máy bay điều khiển từ xa. Vì thế, nhiệm vụ trinh sát pháo binh lúc bấy giờ chỉ có thể giới hạn trong khu vực đang có giao tranh tích cực. Tuy nhiên, đến mùa hè năm 2024, các đơn vị bộ binh ở tiền tuyến đã bão hòa với máy bay điều khiển từ xa trinh sát tầm ngắn, cho phép các phi công rừng đen tập trung vào các cuộc tấn công sâu hơn, 30 km trở lên, và lãnh thổ Nga. Trước vụ phá hủy S-400 hôm thứ Tư, 25 tháng 9, lần phá hủy S-400 gần đây nhất diễn ra vào sáng ngày 3 tháng 8, quân đội Ukraine đã mở một cuộc chiến dịch lớn ở Crimea bị Nga tạm chiếm, tấn công thành công vào một tàu ngầm lớp Kilo của Nga được trang bị hỏa tiễn hành trình Kalib cùng với 4 hệ thống hỏa tiễn phòng không S-400. Bộ Tổng Tham mưu báo cáo rằng, phối hợp với lực lượng hải quân, các đơn vị Ukraine đã phá hủy 4 bệ phóng phòng không Triumph. Ukraine phản ứng sau bình luận của Tổng thống Tiệp về sự xâm lược tạm thời của Nga. Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 24 tháng 9 tái khẳng định rằng việc rút toàn bộ quân đội Nga khỏi mọi vùng lãnh thổ bị tạm chiếm là cần thiết cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Sau khi Tổng thống Tiệp nói rằng Kyiv nên thực tế hơn trong các mục tiêu muốn đạt được. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times được công bố ngày 23 tháng 9, Tổng thống Peter Pavel cho biết việc Nga xâm lược tạm thời một số vùng lãnh thổ của Ukraine là kết quả có khả năng xảy ra nhất sau cuộc xâm lược toàn diện của Mạc Tư Khoa. Nói về thất bại của Ukraine hay thất bại của Nga, điều đó sẽ không xảy ra. Vì vậy, kết cục sẽ ở đâu đó ở giữa, ông nói. Đồng thời nói thêm rằng Kyiv cần phải thực tế. Trong một tuyên bố trên trang web của mình, không nhắc đến tên Tổng thống Pavel, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết không thể có giải pháp trung gian và việc rút toàn bộ quân đội Nga là một kịch bản thực tế. Việc rút quân xâm lược của Nga khỏi lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận là một trong những điểm bắt buộc trong công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Báo cáo cho biết thêm, điều khoản này cùng các điều khoản khác của công thức sẽ bảo đảm một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài, không chỉ cho Ukraine mà còn cho toàn bộ lục địa Âu Châu và thế giới. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, tính đến cuối tháng 8, Nga đã kiểm soát khoảng 27% lãnh thổ Ukraine. Các tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia bị quân đội Nga kiểm soát một phần. Nga tuyên bố đã sáp nhập toàn bộ lãnh thổ của các khu vực đó, mặc dù không kiểm soát được hai thủ phủ khu vực Kherson và Zaporizhia. Mạc Tư Khoa cũng kiểm soát toàn bộ bán đảo Crimea của Ukraine. Putin tuyên bố sáp nhập bất hợp pháp 4 vùng vào tháng 9 năm 2022 và vào tháng 6 kêu gọi quân đội Ukraine rời khỏi các vùng lãnh thổ này như một điều kiện để đàm phán hòa bình. Một đề xuất đã bị Ukraine bác bỏ. Sau đó, vào ngày 24 tháng 9, Pavel đã trả lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine rằng ông đã từng cảnh báo về những kỳ vọng không thực tế. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ rằng chúng ta nên hỗ trợ Ukraine khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, rằng đây là mục tiêu cuối cùng. Chúng ta chỉ cần thực tế về mốc thời gian và chi phí để đạt được mục tiêu đó, ông nói với các nhà báo ở New York. Đánh bại Nga ở Ukraine bằng cái giá phải trả là giết chết một nửa dân số Ukraine có lẽ không phải là một chiến thắng. Ukraine cho biết các cuộc đàm phán hòa bình nên được tổ chức dựa trên công thức hòa bình gồm 10 bước, bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Nga khỏi Ukraine. Zelensky cũng dự kiến sẽ trình bày kế hoạch chiến thắng của mình với Tổng thống Joe Biden trong chuyến thăm Hoa Kỳ đang diễn ra vào tuần này. Không có và không thể có bất kỳ giải pháp thay thế nào cho hòa bình. Không có việc đóng băng chiến tranh hay bất kỳ sự thao túng nào khác, chỉ đơn giản là chuyển sự xâm lược của Nga sang một giai đoạn khác. Zelensky phát biểu trong bài phát biểu buổi tối ngày 18 tháng 9.
Chủ tịch Hạ viện kêu gọi Zelensky sa thải đại sứ tại Hoa Kỳ. Fox News đưa tin, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson đã thúc giục Tổng thống Volodymyr Zelensky sa thải đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ, Oksana Makarova, vì cáo buộc can thiệp bầu cử liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tới một nhà máy sản xuất đạn dược ở Pennsylvania, Fox News đưa tin vào ngày 25 tháng 9. Johnson cáo buộc rằng Makarova đã sắp xếp một chuyến đi do người nộp thuế tài trợ đến một tiểu bang chiến trường cố tình loại trừ đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Tôi yêu cầu ngài ngay lập tức sa thải đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ, Oksana Makarova, Johnson viết cho Zelensky trong một lá thư mà Fox News có được. Vào ngày 22 tháng 9, Zelensky đã đến thăm nhà máy đạn dược quân đội Scranton ở Pennsylvania để cảm ơn những công nhân đã sản xuất đạn pháo 155 ly đang rất cần thiết cho Ukraine. Chuyến thăm nhà máy đã mở đầu cho chuyến thăm của ông tới Hoa Kỳ, nơi ông dự định trình bày kế hoạch chiến thắng của mình với giới lãnh đạo Hoa Kỳ. Trong lá thư gửi Zelensky, Johnson mô tả chuyến thăm nhà máy là một sự kiện vận động tranh cử mang tính đảng phái nhằm giúp đỡ đảng Dân Chủ. Nghị sĩ đảng Cộng Hòa James Comer, người chủ trì Ủy ban Giám sát Hạ viện, đã tuyên bố vào ngày 25 tháng 9 rằng ông sẽ mở một cuộc điều tra về việc sử dụng sai mục đích các nguồn lực của chính phủ của Tòa Bạch Ốc liên quan đến chuyến thăm của Zelensky. Comer viết trên X rằng, nếu chính quyền Tổng thống Biden-Harris cố gắng lợi dụng một nhà lãnh đạo nước ngoài để hưởng lợi cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của Phó Tổng thống, thì đây là hành vi lạm dụng quyền lực và sử dụng sai mục đích tiền thuế của người dân. Trong bức thư gửi cho Tổng thống Zelensky, Johnson khẳng định Ukraine vẫn nhận được sự ủng hộ từ cả hai đảng lớn của Hoa Kỳ. Johnson viết, sự ủng hộ chấm dứt chiến tranh của Nga với Ukraine vẫn tiếp tục được lưỡng đảng ủng hộ, nhưng mối quan hệ của chúng ta đang bị thử thách không cần thiết và bị hoen ố không đáng có khi các ứng cử viên đứng đầu liên danh Tổng thống của Đảng Cộng Hòa bị các quan chức trong chính phủ của ngài nhắm tới trên các phương tiện truyền thông. Trong khi các đảng viên Cộng Hòa tại Quốc hội chỉ trích gay gắt chuyến thăm nhà máy của Zelensky là hành vi can thiệp vào cuộc bầu cử, trước đó, ông Trump đã lên kế hoạch xuất hiện chung với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại Pennsylvania vào tuần này. Sự kiện chung sau đó đã bị hủy bỏ mà không nêu rõ lý do dẫn đến quyết định này. Zelensky nói rằng chiến tranh sắp kết thúc gần hơn chúng ta nghĩ. Vậy, khi nào thì điều đó xảy ra? Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với ABC News hôm thứ Ba 24 tháng 9 rằng chúng ta đang tiến gần hơn đến hồi kết của chiến tranh. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang tiến gần hơn đến hòa bình so với chúng ta nghĩ. Ông nói, chúng ta chỉ cần phải rất mạnh mẽ. Ông cũng nói rằng Putin sợ hãi vì cuộc xâm nhập Kursk đang diễn ra của Ukraine. Zelensky hiện đang có chuyến thăm Hoa Kỳ, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Joe Biden và Kamala Harris, tham dự Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc và trình bày kế hoạch chiến thắng lên Tòa Bạch Ốc. Theo tuyên bố từ chính quyền Tổng thống Biden, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về tình hình chiến tranh giữa Nga và Ukraine và Tổng thống cùng Harris sẽ nhấn mạnh cam kết không lay chuyển của họ là sát cánh cùng Ukraine cho đến khi nước này giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Nga được cho là đang đặt mục tiêu giành chiến thắng ở Ukraine vào năm 2026. Kirilo Budano, nhà lãnh đạo Tổng cục Tình báo Ukraine phát biểu tại một hội nghị quốc tế được tổ chức tại Kyiv vào hôm Chủ nhật 22 tháng 9 rằng năm 2025 sẽ là năm quan trọng đối với Nga trong cuộc xung đột, khi nước này phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt nhân sự và khó khăn trong tuyển quân. RBC News đưa tin. Budano cho biết năm 2025 sẽ là năm quan trọng đối với họ. Trong đó, giai đoạn từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026 là đặc biệt quan trọng. Họ muốn chấm dứt mọi thứ vì theo tính toán của riêng họ. Nếu Nga không thoát khỏi cuộc chiến này với tư cách là người chiến thắng, họ sẽ mất đi vị thế là một cường quốc trong tương lai gần. Zelensky đã đăng bài trên Telegram rằng vào thời điểm cuối năm, chúng ta có cơ hội thực sự để tăng cường hợp tác giữa Ukraine và Hoa Kỳ. Hành động quyết định ngay bây giờ có thể đẩy nhanh kết thúc chính đáng cho cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine vào năm tới.
ám chỉ rằng cuộc xung đột có thể kết thúc vào năm 2025, mặc dù hành động quyết định mà ông nhắc đến vẫn chưa được định nghĩa. Newsweek đã có cuộc trao đổi với Orisia Lesevich, chủ tịch diễn đàn Ukraine của Chatham House và phó giám đốc chương trình Nga và Âu Á. Dựa trên thông tin tình báo mà tình báo quân sự Ukraine nhận được từ các nguồn tin của Nga, Tổng thống Zelensky đã đưa ra thời điểm Putin mong muốn cuộc chiến này có thể kết thúc và Putin muốn như thế nào để việc kết thúc cuộc xâm lược không làm mất ổn định quá nhiều trong nước Nga. Lesevich cho biết, nếu Ukraine được cung cấp đủ năng lực quân sự, họ có thể khiến chiến tranh kết thúc sớm hơn những dự liệu của Putin. Nếu Ukraine có đủ vũ khí cần thiết, thì các áp lực chiến trường sẽ khiến các tướng lĩnh Nga đến gặp Putin và nói rằng chúng ta đang thua trên chiến trường. Và điều đó có thể thúc đẩy giới lãnh đạo cao cấp của Nga đàm phán nghiêm chỉnh, thực sự tìm kiếm giải pháp chính trị, ngoại giao để chấm dứt chiến tranh, thay vì phải đối mặt với thất bại nhục nhã trên chiến trường. Đây chính là loại chiến lược chiến thắng mà Tổng thống Zelensky đang cố gắng quảng bá ở Washington. Chuyến thăm Hoa Kỳ của Zelensky diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục thúc giục các đồng minh phương Tây cho phép nước này tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga bằng hỏa tiễn tầm xa. Khi được hỏi liệu việc có được loại vũ khí này có thể ảnh hưởng đến kết cục của cuộc chiến hay không, Lesevich trả lời, không có loại vũ khí riêng lẻ nào có thể thay đổi cuộc chơi. Một nhóm vũ khí mới có thể có được hiệu quả đó. Ukraine cần được phép sử dụng hỏa tiễn tầm xa và có đủ kho dự trữ. Cho dù Ukraine được phép, nhưng chỉ nhận được một vài hỏa tiễn thì tình hình có thể tệ hơn khi Nga trả đũa. Và Ukraine không thể đáp trả một cách thích hợp. Lợi thế chỉ có thể đạt được bằng cách cho phép và cung cấp đầy đủ và nhanh chóng. Lesevich nhấn mạnh rằng, những khả năng này, đặc biệt là hỏa tiễn tầm xa, sẽ tạo điều kiện củng cố vị thế của Ukraine trên chiến trường. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cảnh báo về thùng thuốc súng đang nhấn chìm thế giới. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc tới các nhà lãnh đạo thế giới vào hôm thứ Tư 25 tháng 9, tuyên bố rằng thế giới đang bên bờ vực của một cuộc khủng hoảng bùng nổ. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Guterres cho biết tình trạng vô luật pháp, bất bình đẳng và bất ổn đang đẩy nền văn minh hiện đại đến thùng thuốc súng có nguy cơ nhấn chìm thế giới. Các nhà lãnh đạo từ 193 quốc gia thành viên sẽ họp cho đến khi đại hội kết thúc vào cuối tuần này. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa, ông nhấn mạnh tại diễn đàn. Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha mô tả thế giới đang ở trong thời đại chuyển đổi mạnh mẽ với sự chia rẽ địa chính trị ngày càng sâu sắc và xung đột leo thang. Nhưng ông không nói rằng hy vọng đã mất. Những thách thức mà chúng ta đang đối mặt có thể giải quyết được. Ông cho biết, tại Gaza, tình hình đã trở thành một cơn ác mộng không ngừng, đe dọa gây bất ổn cho toàn bộ khu vực. Ông cảnh báo rằng các cuộc không kích leo thang giữa Israel và Liban đã đặt Liban bên bờ vực của một cuộc xung đột tiếp theo. Pháp đã thúc đẩy Hội đồng Bảo an lên lịch họp khẩn cấp vào cuối ngày thứ Tư về tình hình bạo lực leo thang ở Liban. Ở Ukraine, cuộc chiến do cuộc xâm lược của Nga gây ra vẫn tiếp diễn mà chưa có giải pháp nào được đưa ra. Và ở Sudan, cuộc tranh giành quyền lực dữ dội đã dẫn đến những hành động tàn bạo lan rộng và thảm họa nhân đạo ngày càng gia tăng. Vua Abdullah đệ nhị của Jordan phát biểu cùng ngày đã nhắc lại mối quan ngại của Guterres. Tôi không thể nhớ ra thời điểm nào nguy hiểm hơn thế này, ông nói. Tổng thống Joe Biden cũng thừa nhận tính nghiêm trọng của tình hình toàn cầu trong bài phát biểu cuối cùng của ông tại Liên Hiệp Quốc với tư cách là Tổng thống. Sẽ luôn có những thế lực chia rẽ chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo đảm rằng những thế lực gắn kết chúng ta lại với nhau mạnh hơn những thế lực chia rẽ chúng ta, ông tuyên bố. Tổng thư ký nhấn mạnh rằng việc giải quyết những thách thức hiện nay đòi hỏi phải đối mặt với nguyên nhân gốc rễ của sự bất ổn. Để đạt được điều này, các chính phủ không được cảm thấy họ đứng trên luật pháp quốc tế, được hưởng quyền miễn truy tố trong thời kỳ hỗn loạn. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva
đã nhắm vào chi tiêu quân sự toàn cầu, vốn đã tăng trong 9 năm liên tiếp lên hơn 2,4 ngàn tỷ đô la. Lula cho biết, những nguồn lực đó có thể được sử dụng để chống lại nạn đói và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng thống Brazil cũng lên án các hành động quân sự của Israel ở Gaza và Liban. Quyền tự vệ đã trở thành quyền trả thù, cản trở nỗ lực ngừng bắn và thả con tin. Cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas dự kiến sẽ chi phối các cuộc thảo luận trong tuần này. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas dự kiến sẽ có bài phát biểu tại hội đồng vào thứ Năm, tiếp theo là Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào thứ Sáu. Bất chấp bức tranh ảm đạm, Guterres, người đã giữ chức vụ này từ năm 2016, đã chỉ ra rằng hội nghị thượng đỉnh tương lai gần đây là một bước đi đúng hướng. Tại hội nghị thượng đỉnh, các quốc gia đã đồng thanh về Hiệp ước cho tương lai, một bản kế hoạch nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, đói nghèo và những rủi ro do trí tuệ nhân tạo gây ra. Hiệp ước này cũng ủng hộ việc cải cách Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác để đáp ứng nhu cầu của thế kỷ 21. Nga, Trung Quốc, Syria, Sudan, Bắc Hàn, Nicaragua, Iran và Belarus là 7 nước chống lại bản Hiệp ước cho tương lai. Ngoại trưởng Lamy của Anh muốn bảo đảm sự ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lamy cho biết vào ngày 24 tháng 9 rằng ông đang nỗ lực bảo đảm Ukraine ở vị thế mạnh nhất trong cuộc chiến chống lại Nga trước những tháng mùa đông. Trong khi Lamy không xác nhận liệu Anh có cho phép Ukraine sử dụng vũ khí chính xác tầm xa của Anh để tấn công vào bên trong nước Nga hay không, ông thừa nhận rằng việc Iran cung cấp hỏa tiễn đạn đạo cho Mạc Tư Khoa đã đánh dấu một sự leo thang lớn. Tổng thống Volodymyr Zelensky từ lâu đã yêu cầu được phép sử dụng hỏa tiễn Storm Shadow của Anh và Atacms do Hoa Kỳ sản xuất để tấn công các mục tiêu sâu hơn bên trong nước Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã hoãn quyết định trong cuộc họp ngày 13 tháng 9. Lamy phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York cho biết, ông không muốn trao cho Putin bất kỳ lợi thế hoạt động nào, nhưng nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là đưa Ukraine vào vị thế mạnh nhất khi mùa đông đang đến gần. Vương quốc Anh luôn bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine và đã cam kết hỗ trợ tổng cộng 16,2 tỷ đô la cho Ukraine, bao gồm 9,9 tỷ đô la được phân bổ cho hỗ trợ quân sự và 6,3 tỷ đô la được chỉ định cho hỗ trợ phi quân sự. Phát biểu của Lamy được đưa ra sau bài phát biểu của Tổng thống Zelensky tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nơi ông chỉ trích hành động của Nga, cáo buộc Mạc Tư Khoa vi phạm luật pháp quốc tế và nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Ukraine cho biết hơn một nửa số phụ tùng sản xuất ở nước ngoài trong vũ khí của Nga đến từ Trung Quốc. Cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hơn một nửa số phụ tùng do nước ngoài sản xuất trong vũ khí Nga được tìm thấy ở Ukraine có nguồn gốc từ Trung Quốc hay quá cảnh Trung Quốc. Bất chấp mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc, Bắc Kinh vẫn nhiều lần phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào và nói rằng nước này không liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Nếu bạn lấy tất cả các loại vũ khí thông thường và tính các thành phần do nước ngoài sản xuất, khoảng 60% sẽ đến từ Trung Quốc. Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận dài với một số nhà sản xuất về vấn đề này. Tôi cho rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là vấn đề lớn nhất, Cố vấn Tổng thống Vladislav Vlasiuk nói với phóng viên tại Brussels hôm thứ Ba, 24 tháng 9. Vlasiuk, người đang ở thủ đô Bỉ để gặp gỡ các thành viên Liên minh Âu Châu và G7 nhằm thảo luận về lệnh trừng phạt đối với Nga, cho biết các thành phần chính được sử dụng trong hệ thống giám sát, máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn cũng đến từ Hoa Kỳ, Hoa Lan, Nhật Bản, Thụy Sĩ và các quốc gia phương Tây khác. Ông cho biết thêm, khi đưa ra các tài liệu cho các phóng viên xem, rằng một số sản phẩm đã được sản xuất cách đây hơn một thập niên, trong khi một số khác mới chỉ được sản xuất vào năm ngoái. Kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào năm 2022,
Mạc Tư Khoa đã duy trì được các hoạt động quân sự của mình bằng cách mua các vi mạch và chất bán dẫn của phương Tây, mặc dù phải đối mặt với vô số lệnh trừng phạt mở rộng. Vlasiuk cho rằng, Liên minh Âu Châu có thể có hành động mạnh mẽ hơn để hạn chế dòng sản phẩm phương Tây, bao gồm áp dụng các biện pháp chống lại công ty hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga. Chúng tôi tin rằng Nga đã sử dụng mạng lưới của Rosatom để cung cấp cho quân đội mình. Ông nói, các thủ đô Âu Châu đã do dự không hành động vì Nga thống trị nguồn cung cấp nhà máy điện hạt nhân. Ông cho biết, khối Liên hiệp Âu Châu cũng có thể nhắm vào các hoạt động hậu cần của Nga, chẳng hạn như phi trường và cảng biển, cũng như các tổ chức tài chính tạo điều kiện cho hoạt động bán hàng này. Theo Reuters, Vlasiuk ca ngợi gói trừng phạt công nghệ thông tin của Hoa Kỳ, mà ông cho là rất hiệu quả sau khi có hiệu lực vào đầu tháng này. Tổng thống Volodymyr Zelensky hiện đang ở Hoa Kỳ và ông muốn trình bày với Tổng thống Joe Biden một kế hoạch chiến thắng trong tuần này. Ông cũng đã có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York vào thứ Hai 23 tháng 9. Vào tháng 6, Zelensky cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết không cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra. Tôi đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Trung Quốc qua điện thoại. Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ không bán bất kỳ vũ khí nào cho Nga. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo với Tổng thống Joe Biden tại Hội nghị Thượng đỉnh nhóm 7 nước ở Ý. Ông ấy đã hứa với tôi. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố vào tháng 2 rằng Bắc Kinh không bán vũ khí sát thương trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Lập trường nguyên tắc của Trung Quốc về vấn đề Ukraine nhấn mạnh rằng Trung Quốc tuân thủ giải pháp chính trị cho các vấn đề điểm nóng, kiên quyết thúc đẩy hòa bình và thúc đẩy đàm phán, không đổ thêm dầu vào lửa, không tận dụng cơ hội và không bán vũ khí sát thương cho các khu vực xung đột hoặc các bên xung đột. Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao và là Giám đốc Ủy ban Đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói với Ngoại trưởng Ukraine, khi đó là Dmytro Kuleba. Bảy nước đồng lõa với Nga là những nước nào? Trong diễn từ gửi quốc dân đồng bào tối thứ Tư 25 tháng 9, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại New York và hai người đã thảo luận về công thức hòa bình của Tổng thống. Tuy nhiên, ông không đề cập đến sự phản đối của nhà lãnh đạo Đức đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa. Tôi đã gặp Olaf Scholz, chúng tôi đã thảo luận về cách đưa một nền hòa bình công bằng đến gần hơn. Zelensky nói, chìa khóa để đạt được điều này là duy trì sự đoàn kết. Đó chính xác là mục đích mà công thức hòa bình của chúng tôi được tạo ra, và chúng tôi đã tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên. Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị cho hội nghị thứ hai. Trước cuộc họp, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Scholz nhắc lại rằng ông vẫn không ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh hạn chế Kyiv sử dụng vũ khí do Đức tài trợ trong lãnh thổ Nga. Ông cho biết ý tưởng cho phép tấn công tầm xa vào Nga không phù hợp với lập trường cá nhân của tôi, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là những quyết định do chính phủ Đức đưa ra. Chúng tôi sẽ không làm điều này và chúng tôi có lý do chính đáng cho việc đó, ông nói. Yurenska Pravda lưu ý rằng vũ khí có tầm bắn xa nhất do Berlin cung cấp là hệ thống hỏa tiễn Mars 2, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách khoảng 80 km và Đức cho phép sử dụng vào các mục tiêu của Nga gần biên giới, cũng như Panzer Haubitz 2000 có tầm bắn khoảng 56 km. Zelensky đã có mặt tại trụ sở Liên Hiệp Quốc vào hôm thứ Hai, 23 tháng 9, để có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh vì tương lai. Trong đó, ông nhấn mạnh sự khinh thường của Mạc Tư Khoa đối với hiến chương và các thể chế của cơ quan quốc tế này. Nhóm nhỏ gồm 7 đồng phạm do Nga đứng đầu đã một lần nữa hành động phá hoại, luôn phản đối mọi sáng kiến toàn cầu nhằm tăng cường hiệu quả của hiến chương Liên Hiệp Quốc, Zelensky phát biểu tại cuộc họp. Ukraine ủng hộ các nỗ lực nhằm duy trì sự thống nhất, an toàn và tuân thủ nghiêm ngặt hiến chương Liên Hiệp Quốc. Và tất cả các bạn đều có thể thấy ai không chỉ luôn chống lại mà còn tích cực làm suy yếu sự thống nhất toàn cầu, Zelensky nói. Theo các phương tiện truyền thông Ukraine, 7 nước đồng lõa với Nga là Trung Quốc, Belarus, Bắc Hàn, Iran, Nicaragua, Sudan và Syria. Những nước này đã cùng Nga bỏ phiếu chống lại Hiệp ước vì tương lai được Liên Hiệp Quốc đề xuất.
căn cứ hải quân ở Abkhazia bị tạm chiếm có thể kéo Georgia vào cuộc chiến. Tuyên bố của Zelensky rằng hiện không có căn cứ an toàn nào và không có tuyến đường hậu cần hoàn toàn đáng tin cậy nào ở Crimea và trên các khu vực bị tạm chiếm ở Hắc Hải và bờ biển Azov, được một số người ở Georgia cho rằng hỏa tiễn và thuyền điều khiển từ xa của Hải quân Ukraine có thể sớm tấn công các tàu của Nga đang neo đậu tại lãnh thổ có chủ quyền nhưng bị tạm chiếm của Georgia. Khả năng này chỉ làm tăng thêm sức thuyết phục cho đảng cầm quyền Georgia thân Nga khi các thành viên thường xuyên tuyên bố rằng phương Tây đang cố gắng đẩy Georgia vào cuộc chiến. Những diễn biến ở Oxfordshire diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ nồng ấm giữa Tbilisi với Mạc Tư Khoa và mối quan hệ xấu đi với phương Tây. Dưới sự cầm quyền của đảng giấc mơ Georgia, nền dân chủ Georgia đã suy thoái, đi kèm với động thái ngày càng thúc đẩy mối quan hệ gần gũi hơn với Nga. Các quan chức của đảng giấc mơ Georgia, chẳng hạn như cựu thủ tướng Irakli Garibashvili, tuy nhiên đã phản ứng chỉ trích các kế hoạch được đề xuất tại Oxfordshire, gọi đó là một quyết định bất hợp pháp, là kết quả của sự xâm lược của Nga. Đáp lại tuyên bố của Zelensky, nhà lãnh đạo Abkhazia Bezania cáo buộc Ukraine đang cố gắng kích động tình hình quân sự ở Kharkiv và gây ra một cuộc chiến tranh đẫm máu mới. Nhưng một mối quan hệ lớn hơn đang diễn ra giữa Nga và Abkhazia, nơi Mạc Tư Khoa kiểm soát và hỗ trợ tài chính kể từ năm 2008. Sau một loạt bất đồng giữa Abkhazia và Nga, đặc biệt là quyết định của chính quyền Abkhazia khi đối mặt với các cuộc biểu tình trên đường phố nhằm hủy bỏ dự luật hợp pháp hóa việc bán bất động sản cho người nước ngoài, quan hệ giữa Sukumi và Mạc Tư Khoa đã xuống mức thấp mới. Đầu tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Abkhazia Sergei Shemba cho biết Nga đã quyết định đình chỉ viện trợ cho Abkhazia để đáp lại việc nước này không muốn thực hiện luật có lợi cho Nga như dự luật căn nhà mà Shemba gọi là đòn giáng nghiêm trọng vào quan hệ song phương. Trong một minh họa về tin tức thường trái ngược nhau về cảng, Shemba cho biết vào tháng 8 rằng không có kế hoạch thành lập căn cứ hải quân Nga tại Oxfordshire, bất chấp các hình ảnh vệ tinh cho thấy có các công trình xây dựng đang được ráo riết thực hiện trong bối cảnh Abkhazia không có hải quân riêng. Đồng thời, sự phụ thuộc tài chính của Abkhazia vào Nga khiến nước này rơi vào tình thế khó khăn. Maya Otarashvili, giám đốc chương trình Á-Âu tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, cho biết mọi việc sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tiếp tục chống lại sự can thiệp quá mức của Mạc Tư Khoa của chính quyền Abkhazia, là điều mà họ đã làm khá thành công trong vài năm qua. Otarashvili nói với tờ Kyiv Independent rằng cảng Oxfordshire rõ ràng mang lại cơ hội tài chính cho chính quyền Bezania đang mất khả năng thanh toán. Bên cạnh sự bất ổn đến từ Abkhazia, tương lai của căn cứ Oxfordshire cũng gắn liền với diễn biến chính trị ở Tbilisi. Otarashvili cho biết kết quả cuộc bầu cử quốc hội Georgia vào tháng 10 sẽ phụ thuộc rất nhiều. Nếu đảng giấc mơ Georgia được bầu lại với đa số phiếu, thì âm mưu của đảng này nhằm mở rộng sự phụ thuộc hoàn toàn vào Mạc Tư Khoa sẽ chỉ ngày càng gia tăng. Xung đột Israel-Hezbollah gần như là cuộc chiến toàn diện, theo lời nhà ngoại giao hàng đầu của Liên hiệp Âu Châu. Nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại của Liên minh Âu Châu cho biết Israel và Hezbollah về cơ bản đang trong tình trạng chiến tranh. Tình hình này cực kỳ nguy hiểm và đáng lo ngại. Tôi có thể nói rằng chúng ta gần như đang trong một cuộc chiến toàn diện, Joseph Borrell cho biết vào cuối ngày thứ Ba 24 tháng 9, sau cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao Liên hiệp Âu Châu trước thềm Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Nếu không phải là tình hình chiến tranh, tôi không biết bạn sẽ gọi nó là gì. Các lực lượng Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích vào hôm thứ Hai trong một động thái leo thang căng thẳng
lớn với Hezbollah, một nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn và là đảng phái chính trị có trụ sở tại Liban. Các quan chức y tế Liban cho biết các cuộc không kích đã giết chết ít nhất 492 người, trong đó có 35 trẻ em và khiến hàng trăm người phải di dời. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết vào thứ Hai rằng họ sẽ tăng cường các cuộc tấn công ở Liban cho đến khi đạt được mục tiêu, đưa người dân miền Bắc Israel trở về nhà an toàn. Borrell, người liên tục chỉ trích Israel kể từ khi nước này bắt đầu trả đũa các chiến binh Hamas ở dải Gaza, đã lên án các cuộc tấn công của Israel mà ông cho là đang buộc thường dân phải trả một cái giá không thể chấp nhận được. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.